Long chào mọi người ha. Chào cả nhà quay lại cái phần 4 của căn nhà ông Năm Cam. Thì giờ mình vô trong rồi. Dơ dữ. Nó lấy cây này cây cho mình đốt. Dơ nhiều quá mọi người ơi. Ngủ dơi luôn, đặt camera vậy, đặt camera đây vậy, quay xéo cho nó, quay cho tủ rồi có gì không? Bây giờ mình chơi lớn nên dơi mẹ bà nó không thấy được, nó bay đụng mặt mình luôn á, mình lên lầu luôn mọi người. Đâu mà sọc gàng cái vậy, nhiều sống vậy. Nhiều sống quá trời rồi. Có nên lên tiếp không mọi người? Nhiều sống quá trời đất vậy. Ở dưới không thường sống cho nên người sống dữ rồi. Cái trong cái phòng này mọi người, cái phòng này mình có cảm giác nó nóng làm sao đâu. Nó còn nhành chà bá rồi thêm nè.
Chẳng bự chẳng hát luôn. Ok, bây giờ xuống trước. Bây giờ xuống dưới đặt thôi. Sao có cảm giác giống như có cả có mình nghe giống như có ai bước theo mình vậy? Bịch bịch vậy. Quá trời. Sống nhiễu quá trời. Mày thấy mà hình giật cái ghê không? Thôi này hết, ngộ thiệt. Đi vô đây thấy có giật không? Vô đây nhiễu sống không? Mà mẹ mấy con quỷ này ghê quá. Ok. Bây giờ để mình xong. Bây giờ mình sẽ lấy đồ và đặt camera nha mọi người. Bây giờ mình tạm tắt máy nha. Rồi mọi người, bây giờ mình sẽ đến đó mình làm đó, mình có để bánh men, mình tờ bùa, dây đèn cày, đốt ba cái nhang, rồi mình sẽ đặt như thế này, nha mọi người. Rồi, đây mới đến mình làm mình coi còn thấy rõ không? Rồi, nói chung để như vậy mọi người cũng có thể thấy được ha. Tại cũng sáng mà chưa có tối mấy. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra chỗ khác rồi đi ra ngoài luôn.
Sao mà thấy nguyên người ta? Mình thấy không có gì hết mọi người. Okay, xe không cháy đâu. Nhà cái để nguyên luôn mọi người. Nhà sẽ không có gì hết. Sao có cảm giác ai sau lưng mình quậy ta? Ok, như mình đi về nha mọi người. Không biết có gì hay không nữa thì mọi người nhớ xem thấy gì mọi người comment cho mình thấy nha, mình biết nha. Chào mọi người, hẹn mọi người một clip của thứ ba mọi người nha. Tiếng gì vậy? Mọi người có tiếng Lào đó. Ok, bye mọi người. Mình nghe tiếng là á gì á.